đám giỗ ăn có món món gì, đậu nguy xào thịt, rau câu, lá dứa, lá cẩm với lại lá dứa nè, lá dứa nè, rồi cái gì nữa, sữa, lá cẩm, à, màu đỏ này dễ thương mọi người. Wow. À, nhiều lắm nha. Rồi bắt đầu mình qua cái à, nhiều lắm quá trời đi. Rồi đám giỗ miền Tây ha. Cái mâm này mất, cái mâm này là gì vậy? Cà phê sữa hả? Vậy lá cẩm sữa, lá cẩm với sữa, lá cẩm với sữa chứ không phải cà phê sữa. Wow. Cháo lòng, món này là món cháo lòng, cháo có lòng và cháo lòng. Đi học rồi chị. Cháo, cháo, cháo có lòng là cháo lòng nha mọi người. Nó tối thui, nó không thấy đường luôn kìa. Rồi, cháo lòng thêm nha, thêm món nha mọi người, thêm món nha. Này tối thui á, tối thui luôn. Món này là món đậu hũ chay, món này món đồ chay. Vậy là mơ mày qua nha. Qua chứ. Qua, qua là dạo nó con bỏ nở để mà chỉ có ăn chút ra để không ăn được rồi. Thế gì vậy? Mơ tử. Mơ không vậy? Ba tử hả? Vâng, này chắc ba tử gì gọi hả? Ba tử không có, ba tử mơ nấu gà nè. Ba tử nấu gà. Ờ. Sắc nhỏ ở đây. Quấy hai bà luôn. Thôi mẹ ơi, cháu mặt á. Cái mặt thì một mặt, còn cái bờ tải này thì tóc dài, bao người mới cột quay, đừng quay nha bự, này nó sôi nè, này nó sôi nè, bỏ lửa vô nè. À, miền Tây á, là hay có cái bếp mà có cái ống khói ở trên đó, mọi người thấy không? Nè, cái bếp củi có ống khói lên á, có rồi, kết thúc món ăn nha mọi người, bye bye mọi người.